nở lại ba ba anh em lại vinh mẹ có mình nhì hoài nè rượu sướng nhỉ. Hôm qua nhà trọng cứ rượu suốt rồi sướng nhỉ. Người thì như thằng mất hồn rồi, đứng đứng trên mây rồi. Phải từ tầm độ 2-3 đổ ra thì cứ rượu suốt ngày. Bắt đầu tất liên tất liếc là loạn xì ngậu lên. Xong hết này chắc xuống tầng 1 chát à anh? Giữa cái trống không an tâm anh. Không nhìn thì sau là được rồi. Sau nó bị đẩy lên. Biết là đã bị mất được việc rồi.